phòng trừ trường hợp là chúng ta sẽ bị bảo phá đám, cho nên là nó chính là bài đánh giá về tâm lý. Như các em đã biết là với một bác sĩ lâm sàng, đúng không ạ, để mà chẩn đoán, đúng không ạ, xác định được là bệnh nhân mắc bệnh gì, thì chúng ta cần phải dựa vào rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải đánh giá, đúng không ạ, qua các cái dấu hiệu triệu chứng lâm sàng. Thứ hai, chúng ta phải có những cái xét nghiệm, đúng không ạ, cận lâm sàng, chụp chiếu X quang vân vân, nội soi hoặc là siêu âm. Và trên cơ sở đó, đúng không ạ, thì người bác sĩ sẽ chẩn đoán. Vậy thì với những cái bệnh mà nó có những cái rối loạn về mặt tâm lý, đặc biệt nó có liên quan đến những cái rối loạn về tâm thần và về thần kinh, mà các em có thể gặp phải ở những bệnh nhân mắc các bệnh tâm thần, bệnh thần kinh, hoặc là bệnh chuyên khoa lão khoa, đúng không ạ, hoặc là nhi đấy, thì các em sẽ nhìn thấy rằng người ta sẽ phải sử dụng một số những cái phương pháp để người ta đánh giá xem những cái rối loạn về mặt tâm lý này ở các cái lứa tuổi này như thế nào. Ví dụ như vấn đề lo âu, trầm cảm, stress, rồi vấn đề về chậm phát triển trí tuệ, hoặc là chậm phát triển cả về tâm thần vận động ở trẻ em, đúng không ạ, vân vân. Thì người ta sẽ làm thế nào? Thì người ta dùng một trong những phương pháp đấy là người ta dùng những trắc nghiệm tâm lý. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học cách. Bạn Trần Hoàng Hiếu có phải lớp mình không các em? Các bạn không đi thì cô Thủy sẽ không cho các bạn vào lớp đâu. Và khi cô mà đã giảng là cô sẽ không để ý. Hiếu lớp 02 ạ. Có. Các em nhắc các bạn giúp của cô ở trên nhóm Zalo của lớp ấy, là đề nghị tất cả các bạn là phải ghi họ tên và mã sinh viên vào tổ lớp nữa nhé. Rồi, và hôm nay chúng ta thì thực hành, đúng không ạ? Vâng, đánh giá tâm lý qua một số những cái trắc nghiệm. Vâng. Rồi, phần thứ nhất thì chắc là các em đã biết rồi, đúng không ạ? Vâng, toàn bộ cái nội dung này cô Thủy đã đưa hết lên trên LMS. Cho cô Thủy hỏi là tất cả các em đã đọc cái phần này chưa ạ? Vâng, các em, Âu Thái Minh đọc chưa ạ? Phạm Văn Uy đọc chưa? Dạ rồi ạ. À rồi, tất cả Tường Vi đọc chưa ạ? Tường Vi đi đâu rồi nhỉ? Tường Vi ơi, Tường Vi đọc chưa ạ? À vâng. Em đọc rồi ạ. Rồi, tất cả các bạn đã đọc hết rồi. Ok, nhá. Thì chúng ta hiểu trắc nghiệm là gì, đúng không ạ? Và thường người ta gọi đấy chính là test, đúng không ạ? Vâng, là một cái bài kiểm tra, đúng không ạ? Vâng, là một phép thử, phép đo, đúng không ạ? Về, đúng không ạ? Vâng, những cái đặc điểm là tâm lý nào đó, đúng không ạ? Tâm lý xã hội nào đó của một cái mẫu hoặc của một quần thể hoặc của một cộng đồng. Vâng, đấy, hoặc là của một cá nhân nhá. Rồi. Và đặc biệt là vâng, các em thấy rằng chúng ta đã dịch sang tiếng Việt, đúng không ạ? Có một cái cuốn sách, đó là trắc nghiệm tâm lý lâm sàng. À, tức là sử dụng trong lâm sàng để đánh giá các cái rối loạn về tâm thần, thần kinh, đúng không ạ? Hoặc là chậm phát triển trí tuệ, vân vân. Tức là có rất nhiều thứ, hoặc là sa sút trí tuệ ở người già, đúng không ạ? Hoặc là chậm phát triển tâm thần vận động ở trẻ em, đúng không ạ? Vân vân. Đấy, thì chúng ta có thể tham khảo rất là nhiều bộ test khác nhau, đúng không ạ? Vâng. Và đây chính là một trong số những bộ test mà được dùng để đánh giá trong lâm sàng. Và ngoài ra thì có rất nhiều các cái trắc nghiệm khác nữa. Vậy. Rồi. Các tiêu chuẩn của một trắc nghiệm tâm lý. À, trắc nghiệm tâm lý chính là một bộ test, một bộ câu hỏi, đúng ạ, hỏi về một vấn đề nào đó. Đấy, ví dụ như hỏi về trạng thái cảm xúc, lo âu, đúng ạ, stress, vân vân, của đối tượng. Đấy, nhưng mà nó phải đảm bảo là cái bộ trắc nghiệm, cái bộ câu hỏi này sẽ được thử nghiệm trên rất nhiều những đối tượng sinh viên hoặc là cộng đồng, đúng không ạ, học sinh vân vân. Sau khi người ta thử nghiệm xong, giống như thử nghiệm vaccine ấy, các bạn hình dung đúng không ạ, giống như chúng ta thử nghiệm vaccine, chúng ta phải thử nghiệm trên rất nhiều đối tượng khác nhau, sự thử qua 3 pha, giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 như thế nào, và thậm chí trước đấy là người ta thử nghiệm trên động vật, đúng không ạ. Thế thì cái bộ trắc nghiệm công cụ này cũng thế, trước tiên là người ta thử trên một cái mẫu rất là nhỏ, và sau đó ví dụ 2-3 người, đúng không ạ, sau đó một cái nhóm người rộng hơn, và sau đó là cả một quần thể hoặc là cả cộng đồng. Đấy, để so xem là vậy thì nó có đúng cái tiêu chuẩn khoa học, đúng không ạ, và mọi người đọc cái trắc nghiệm đó nó có hiểu không, đúng không ạ, và hiểu chính xác cái phần đó không, rồi là đo nó có đúng cái phần mà chúng ta muốn đo, ví dụ đo về cảm xúc, đo về trạng thái stress của con người. Đó, thế rồi độ tin cậy, tức là chúng ta đo nhiều lần thì nó cho những cái kết quả nó tương tự như nhau. Đấy, ví dụ như thế. Nhá. Rồi, cũng giống như là bây giờ chúng ta đi thử máu ấy, bệnh nhân đi thử máu, đúng không ạ? Bằng cái công thức máu nó xét nghiệm ở bệnh viện này nó cũng tương đương, nó chỉ có thể sai số một chút xíu rất nhỏ thôi. Đấy, với lại những cái xét nghiệm ở những cái cơ sở y tế khác. Đó, nhá, ví dụ như hoặc là test COVID cũng như thế. Đấy, nó cũng chính là như vậy đấy. Vâng, thế thì cái bộ trắc nghiệm tâm lý này nó cũng như thế. Nhá. Rồi. Các cái trắc nghiệm tâm lý thì có rất là nhiều, các em biết rồi, đúng không ạ?
Vâng, trắc nghiệm ví dụ như sử dụng ngôn ngữ nói, sử dụng ngôn ngữ viết. Nói tức là gì? À, cô có một cái mẫu công cụ, sau đó thì cô sẽ đọc từng câu hỏi. Đó, cô hướng dẫn và cô đọc từng câu hỏi một cho bệnh nhân, sau đó bệnh nhân trả lời bằng ngôn ngữ nói và cô sẽ đánh dấu cái kết quả, đúng không ạ? Và cái trắc nghiệm của cô. Đấy, người ta gọi đấy trắc nghiệm nói. Hoặc là trắc nghiệm viết, tức là sau khi cô hướng dẫn bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ đọc từng câu hỏi và họ tự tích vào, đúng không ạ? Họ tự tích vào cái bảng và trắc nghiệm đó, người ta gọi đấy là trắc nghiệm viết nhá. Ngoài ra thì các em thấy có sử dụng, đúng không ạ, một loại cách trắc nghiệm khác, một loạt các trắc nghiệm khác nữa gọi là trắc nghiệm phối hợp, chẳng hạn như vừa có cả nói vừa có cả viết, đúng không ạ, nhưng đồng thời lại có cả như này, vẽ hình ảnh, đúng không ạ, thực hiện hành động. Nào bây giờ bạn hãy gập tờ giấy và làm đôi, đúng không ạ, bạn hãy đặt nó xuống đất. Đấy, ví dụ như thế, nó có cái trắc nghiệm trong MMSE, đúng không ạ, đánh giá sa sút tâm thần, đúng không ạ, và nhà tối thiểu của bệnh nhân. Đấy, ví dụ thế nhá, trong lão khoa. Vâng, vân vân, có nhiều những cái loại trắc nghiệm khác nữa. Và các em biết rằng là trắc nghiệm tâm lý cũng rất là quan trọng, đặc biệt là trong đánh giá vận những cái rối loạn về thần kinh, về tâm thần, đặc biệt nữa là theo dõi, đúng không ạ, cái tiến trình phát triển. Ví dụ như chúng ta đánh giá cái sự sa sút trí tuệ ở người cao tuổi, đúng không ạ, vâng, đặc biệt là giảm sút về trí nhớ, đúng không ạ, vâng, có những bệnh nhân thì khi đến, đúng không ạ, vâng, mức độ giảm sút trí nhớ mức độ nhẹ thôi, thế thì sau khi chúng ta hướng dẫn, đúng không ạ, một thời gian điều trị, một tháng sau kiểm tra quay lại thì cái mức độ nó vẫn như thế, là người ta dùng vẫn cái chính cái test này người ta đánh giá lại đó, ví dụ như thế. Hoặc là người ta sử dụng một cái phương pháp để điều trị, đúng không ạ, trí nhớ, cải thiện về trí nhớ, hoặc là đánh giá để cải thiện, để xem là cái trạng thái trầm cảm của bệnh nhân như thế nào. Đấy, sau 3 tháng, đúng không ạ? Sau 6 tháng, đúng không ạ? Sau 1 năm chúng ta điều trị bệnh trầm cảm chẳng hạn. Đấy, thì nó có cái tác dụng như thế nào. Vâng ạ, cô xin lỗi các em, thỉnh thoảng cô phải dừng lại để cho cô cho các bạn vào lớp. Vâng. Rồi, và có một số các cái trắc nghiệm này, sau này chắc chắn các em sẽ được đi các em đi khoa tâm thần, các em đi thực hành lâm sàng ở khoa tâm thần, khoa thần kinh, ở nhi, đúng không ạ? Vâng, thế thì nhi thì tất nhiên nó có rất nhiều thứ, đúng không ạ, vâng, nhưng trong đó các thầy cô sẽ các em sẽ thấy là các thầy cô sẽ sử dụng, đúng không nhỉ, vâng, những cái trắc nghiệm tâm lý này để hỗ trợ, cô nói là hỗ trợ nhé, để sàng lọc, hỗ trợ, đúng không ạ, cho việc chẩn đoán. Thế còn để mà chẩn đoán xác định ý, thì người ta phải phối hợp cả cái trắc nghiệm này, đúng không ạ, phối hợp cả với thăm khám lâm sàng nhá, các bạn nhớ, thậm chí là phối hợp cả với chụp MRI, đúng không ạ, cộng hưởng từ, nhưng chụp cộng hưởng từ MRI chỉ trong một số trường hợp, ví dụ như là phát hiện ra những cái bệnh, ví dụ như là giảm sút trí nhớ do Alzheimer, đúng không ạ, vân vân, thì người ta sẽ thấy nó hiện lên ở trong cái vùng não nó có những tổn thương đó. Nhưng mà đa phần, đúng không ạ, và chúng ta cũng phải sử dụng những cái trắc nghiệm như thế này để hỗ trợ nhá, hỗ trợ thôi, chứ còn chẩn đoán xác định thì vẫn phải kết hợp cả lâm sàng, đúng không ạ. Vâng, và có rất là nhiều các cái trắc nghiệm khác nhau đấy, các bạn nhìn thấy đấy ạ, rất nhiều trắc nghiệm khác nhau nha. Rồi, kỹ năng thực hiện một cái trắc nghiệm, đúng ạ, và tâm lý nói chung thì chúng ta thấy có 7 bước, các bạn nhớ cho cô 7 bước nha. Đấy, lát nữa chúng ta cũng thực hiện như vậy. Bước 1, bao giờ cũng phải chào hỏi, giới thiệu, làm quen. Chúng ta chào hỏi để mà giới thiệu bản thân mình và hỏi tên bệnh nhân, đúng không ạ, xem có đúng không nhá. Rồi, thứ hai là giải thích mục đích, lý do vì sao mà mình lại phải làm trắc nghiệm, đúng không ạ. Cháu chào bác. Thưa bác, cháu tên là Nguyễn Thị Thu Thủy, là cán bộ y tế hoặc là nhân viên của phòng khám rối loạn giấc ngủ và sức khỏe tâm lý. Vâng, thế thì hôm nay được sự giới thiệu của bác sĩ Sơn, đúng không ạ? Vâng, thì bác sĩ có giới thiệu bác. Dạ, thưa bác, có phải bác tên là, đúng không ạ, bác Nguyễn Văn Sơn không ạ? Tôi cô lấy ví dụ thế, hoặc là bác Nguyễn Văn A không ạ? Đấy, khi mà chúng ta có chuyển kết quả từ bác sĩ điều trị khác, đúng không ạ, hoặc là từ người khác giới thiệu, hoặc là khi mà điều dưỡng, đúng không ạ, vâng, gọi bệnh nhân vào, đúng không ạ, thì chúng ta cũng phải hỏi họ, đúng không ạ. Bác có phải tên là bác Nguyễn Văn A không ạ? Vâng ạ, đấy, vậy xin mời bác ngồi ạ. Vâng, cháu xin chào bác. Cháu là Nguyễn Thị Thu Thủy, là nhân viên, xin lỗi các em, là bác sĩ, đúng không ạ, của phòng khám rối loạn giấc ngủ. Vâng, thế thì vừa qua thì có sơ bộ chẩn đoán, đúng không ạ, thì cho thấy là bác cũng có những cái vấn đề về mặt trí nhớ, đúng không ạ, vâng, về mặt tư duy, đúng không ạ, vâng, ví dụ như thế. Đấy, thế thì hôm nay thì tôi cho bác làm một cái trắc nghiệm, đó là trắc nghiệm MMSE. Cô xin lỗi là mình không nói bằng tiếng Anh như vậy, mà mình sẽ nói là đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu. Đấy, ví dụ như thế, để giúp cho việc mà phát hiện ra,
Đúng ạ, và những cái bất thường về mặt trí nhớ hoặc là về mặt tư duy vân vân. Để trên cơ sở đó thì tôi mới có được những cái phương pháp và điều trị chính xác được. Vâng, thì bác có sẵn sàng vâng ạ để làm cái trách nhiệm này không ạ? Hoặc là tôi rất mong bác đúng ạ, hoặc là chúng ta nói là tôi rất là mong bác hợp tác đúng ạ? Vâng, để hoàn thành cái trách nhiệm này. Đấy. Vâng. Rồi, thì giới thiệu cái trách nhiệm. Đây là một cái trách nhiệm thì gồm có 10 câu hỏi, tôi lấy ví dụ như thế, đúng không ạ? Cô lấy ví dụ thế, có 10 câu hỏi rất là ngắn thôi, đúng không ạ? Hỏi bác về những cái sự kiện hàng ngày, đấy. Thế và sau khi mà tôi đọc từng câu hỏi thì bác suy nghĩ để bác trả lời, đấy. Ví dụ thế và thời gian làm cái trắc nghiệm này, đúng không ạ? Bằng trung bình thì cũng tùy theo từng bệnh nhân, có thể là dao động từ 15 cho đến khoảng 20 phút, đấy. Và tôi lấy ví dụ như thế nhé. Và lấy ví dụ thế. Sau đó bước 4 thì chúng ta hướng dẫn bệnh nhân làm trắc nghiệm. Ví dụ từng câu đúng ạ, từng phần một đúng không? Hướng dẫn bệnh nhân làm như thế nào thì trong từng trắc nghiệm cụ thể nó sẽ có nhá. Rồi. Này các em đọc hết rồi, đúng không nhỉ? Và đặc biệt là trong khi mà chúng ta làm trắc nghiệm thì chắc chắn có những câu hỏi mà bệnh nhân rất là khó trả lời, khó hiểu, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng nhắc luôn là trong quá trình và trả lời các câu hỏi, nếu có những cái câu hỏi nào mà bác cảm thấy là không hiểu hoặc là bác không hiểu rõ thì bác sẽ gì ạ? Trao đổi ngay thì tôi có thể giải thích cụ thể nhá. Rồi. Và bác cứ hết sức là bình tĩnh, thoải mái đúng không ạ? Vâng. Thế thì khi mà có thoải mái thì bác mới trả lời chính xác được. Tuy nhiên thì bác cũng không nên dừng lại ở mỗi một câu hỏi quá lâu, đúng không ạ? Hãy trả lời theo những cái ý nghĩ xuất hiện đầu tiên ở trong đầu. Đấy, ví dụ như thế nhá. Thế thì bây giờ cô Thủy giải thích luôn là tại sao người ta lại phải nói với bệnh nhân là hãy trả lời những cái câu hỏi mà xuất hiện đầu tiên ở trong đầu, vì sao nó lại như vậy? Thì các bạn biết là theo cái cơ chế tâm lý, nếu chúng ta đúng ạ, đôi khi người ta gọi là cơ chế vô thức đấy, đúng ạ, là cái lúc mà chúng ta đôi khi không phải dùng trí tuệ để chúng ta kiểm soát toàn bộ những hành vi của chúng ta. Bởi vì đối với người lớn ý, thì đôi khi với những cái câu hỏi mà rất là tế nhị, người ta sẽ có bị người ta bị chi phối bởi những quan điểm, cách nhìn nhận của cá nhân, bởi sự mặc cảm, tự ti. Đấy, ví dụ như thế. Ví dụ như này nhá, người ta hỏi là thế chị có quan hệ tình dục với người khác ngoài chồng không? Đấy, tôi lấy ví dụ, cô lấy ví dụ thế. Câu hỏi này cực kỳ khó trả lời, đúng không ạ? Và đôi khi người ta giấu, người ta sợ là người khác đánh giá, thì người ta cứ suy nghĩ mãi, đúng ạ, cái câu này mình nên trả lời thế nào. Nhưng nếu như yêu cầu người ta trả lời thật nhanh, đúng ạ, thì cái lúc đó người ta thấy rằng là do cái cơ chế vô thức này, bản thân mình nói như thế nào thì nó sẽ bật ra như lúc như thế. Đó, thế cho nên người ta yêu cầu là cái người trả lời trắc nghiệm ấy không dừng lại ở một câu hỏi quá lâu mà trả lời đúng không ạ, và bằng những cái ý nghĩ đầu tiên mà mình nghĩ đến. Đấy, đấy là có cái lý do là vì vậy. Bởi vì khi mà chúng ta dừng lại quá lâu, chúng ta sẽ bị chi phối bởi những quan điểm, cách nhìn nhận của cá nhân, chúng ta lại day dứt băn khoăn, đúng không ạ? Vâng, và đôi khi nó trả lời sai lệch đi. Bước 5. Nhá. Tức là sau khi mà làm xong các cái trách nhiệm này thì chúng ta nói với bệnh nhân là cảm ơn bác, vậy cảm ơn đúng không ạ, bác là vừa rồi thì bác đã hoàn thành trách nhiệm, thì bây giờ bác nghỉ ngơi, bác ngồi uống nước một chút, và trong khi đó thì tôi sẽ tính điểm đúng không ạ, và sau đó thì sẽ trao đổi kết quả với bác đấy nhá, được chưa? Rồi, và sau khi chúng ta làm xong đúng không ạ, tính điểm xong thì chúng ta có cái phần phản hồi kết quả với người bệnh. Sau khi xem xét, sau khi tính toán đúng không ạ, thì tôi thấy cái kết quả của bác như thế này. Và về lo âu đúng không ạ, kết quả có điểm số là ví dụ, để cô lấy ví dụ một cái con số là 25 chẳng hạn, ví dụ thế. Đấy, thế thì cho thấy là điểm đánh giá về trạng thái cảm xúc lo âu của bác là 25 điểm. Và trong cái thang điểm của nó đúng không ạ, tôi đối chiếu trong cái thang điểm này. Đấy, thì nó rơi vào ở mức độ là lo âu ở mức độ nặng. Đấy, ví dụ như thế, tôi lấy ví dụ như thế. Thế thì về cái vấn đề này đúng ạ, vâng, tôi sẽ phải dành thời gian để trao đổi và tìm hiểu bác cụ thể hơn, đúng ạ, và hiện nay thì bác lo âu nó về vấn đề gì và vì sao, đúng ạ, vâng, và lo âu có thường xuyên không, đấy, tức là lúc đấy bắt đầu chúng ta sẽ phải khai thác, đúng không nhỉ? Đấy, thế còn nếu như chúng ta là bác sĩ, đúng ạ, nếu như chúng ta là bác sĩ trực tiếp điều trị, đúng không nhỉ? Đấy, thì chúng ta sẽ tiếp tục khai thác thêm thông tin. Còn nếu như chúng ta chỉ là người làm, đúng ạ, vâng, thì chúng ta sẽ chuyển kết quả cho bác sĩ điều trị chính thức, đúng ạ, của bệnh nhân. Đấy. Nhưng thông thường sau này khi các em ra trường, các em trở thành bác sĩ, đúng không ạ? Thì các em sẽ không làm nhiệm vụ là đánh. Các em sẽ tùy từng cơ sở y tế, nếu như thiếu người, nếu như thiếu nhân lực
thì các em vẫn phải làm toàn bộ những công việc như thế này. Các em khám, thăm khám cho bệnh nhân xong, các em làm các cái trắc nghiệm này cho bệnh nhân, và mà sau đó thì các em chẩn đoán và điều trị luôn, đúng không ạ? Nhưng nếu như có nhân lực y tế, đúng không ạ, có điều dưỡng thuần thục thì cái công việc này các em sẽ chuyển, đúng không ạ, cho nhân viên y tế, ví dụ cho điều dưỡng hoặc là cho tâm lý họ làm. Sau đó thì khi mà có cái kết quả, đúng không ạ, phiên giải xong thì họ lại chuyển về cho các em, và sau đó các em nhìn cái kết quả các em phiên giải và các em sẽ chẩn đoán, xác định cùng với những cái chẩn đoán về mặt lâm sàng. Đấy, các bạn nhớ cho cô nha. Rồi, và kết thúc buổi làm trắc nghiệm thì bao giờ các bạn nhớ là cảm ơn bệnh nhân. Vâng, cảm ơn bác rất là nhiều. Vâng ạ, vừa rồi thì bác đã hợp tác để hoàn thành cái trắc nghiệm này. Thế thì thực ra thì cái mức độ lo âu của bác cũng là mức độ nặng. Tuy nhiên, bác yên tâm. Có rất nhiều người, đúng không ạ, có rất nhiều bệnh nhân cũng rơi vào những cái trạng thái như thế này. Tuy nhiên thì bệnh viện chúng tôi, đúng không ạ, vâng, có đội ngũ cán bộ y tế rất là giỏi. Vâng ạ, đấy, thì và rất là nhiệt tình, tận tình. Vâng, thế thì bác cứ yên tâm rằng chúng tôi đều có những cái phác đồ điều trị, đúng không ạ, và rất nhiều những bệnh nhân, đúng không ạ, đã khỏi và cải thiện bệnh trong sau một thời gian. Vâng, thế thì bác cứ yên tâm, đấy, để bệnh nhân tin tưởng nhá. Ok, rồi, đây là cô tóm tắt, đúng không ạ, vâng, 7 bước như thế này. Vâng, chắc là các em đã biết rồi, đúng không ạ? Rồi, thế thì để mà làm một cái bộ trách nhiệm, để xin lỗi các em, để mà làm một cái buổi đánh giá về trách nhiệm tâm lý thì chúng ta cần sử dụng, đúng không ạ, tức là chuẩn bị một số những cái dụng cụ như thế này. Đấy, các bạn biết. Và tùy theo bộ trách nhiệm tâm lý nó cần cái gì, đúng không ạ, vâng, cần cái gì thì các em sẽ chuẩn bị, đúng không ạ. Đôi khi nó lại cần khung ảnh này, cần đồng hồ này, rồi là cần cái tờ giấy này, quả bóng này, vân vân, tùy nhiều lắm. Các trách nhiệm hoặc là cần khối gỗ, đúng không ạ, vân vân, thì tùy theo cái nội dung trách nhiệm. Thế thì chỉ tiêu thực hành của chúng ta, đúng không ạ, thì bao giờ ở đây thì cô đang để ở mức độ là các bạn phải làm đúng tất cả các cái bước, các bạn làm đúng, đúng không ạ, vâng, không còn quan sát, không còn thực hành có hướng dẫn của giảng viên nữa, đúng không ạ, vâng, bởi vì cái trách nhiệm này rất là đơn giản, đúng không ạ, vâng, và chúng ta phải làm đúng, đúng không ạ, làm đúng quy trình 7 bước mà cô Thủy vừa rồi đã nói, đúng không ạ, vì không có thời gian cho nên cô để các bạn làm luôn ạ, vâng. Bằng kiểm dạy học, đúng không ạ, vâng. Thế thì ở đây là cái ý nghĩa, đúng không ạ, của từng bước, là vì sao chúng ta lại phải chào hỏi, giới thiệu, làm quen, giải thích mục đích, lý do làm trắc nghiệm, giới thiệu về trắc nghiệm, vân vân. Đấy, thì các bạn đọc rồi, tất cả những cái này các em phải đọc ở trên mạng rồi, đúng không ạ? Rồi, nha. Vâng, bằng kiểm lượng giá kỹ năng, thực ra là ở đây là sau khi các bạn làm, lát nữa các bạn làm, đúng không ạ, vâng, các bạn đóng vai. Đấy, thì các bạn khác sẽ kiểm tra xem, quan sát xem là các bạn có làm đúng 7 bước mà cô Thủy đã yêu cầu hay không, đúng không ạ, có, vâng, làm thực hiện đúng 7 cái bước này hay không nha. Rồi, và tài liệu học tập của môn này, vâng, thì các bạn có thể tham khảo một số những cuốn sách này, và tất nhiên là cái cuốn sách khoa học chẩn đoán tâm lý bây giờ thì nó khó kiếm rồi, vâng, cái cuốn sách này từ năm 1996, còn bây giờ thì không in lại, vâng, và một số những cuốn sách khác thì thực sự mà nói là cũng chưa đạt được cái trình độ chính xác cũng như là khoa học và hay như cái cuốn này. Và nhưng mà các bạn yên tâm là khi đi thi, cô Thủy chỉ ra những cái nội dung trong slide của cô Thủy dạy thôi, được chưa ạ? Vâng, nhớ, không cần sâu, cô chỉ ra những phần trên slide cô dạy. Thế còn đây, bây giờ cô giới thiệu cho các bạn một trong số những cái trắc nghiệm, vâng, ở đây là trắc nghiệm nói, tức là trắc nghiệm được thực hiện dưới sự phỏng vấn của cán bộ y tế. Đấy, và bệnh nhân sẽ sử dụng ngôn ngữ nói để trả lời, và sau đó chúng ta sẽ phải ghi cái kết quả vào đây nha. Ở đây thì đây là cái bảng trắc nghiệm, nhưng mà trong cái bảng kết quả ấy, thì chúng ta phải thêm một cái cột nữa ở đây, đúng không ạ, chúng ta thêm một cái cột nữa, xin lỗi các em là cô chưa chiếu lên đây, thêm một cái cột nữa ở đây nhá, và chúng ta ghi cái câu trả lời của bệnh nhân vào đây thì sau đó chúng ta mới tính điểm nha. Ví dụ như cháu chào bác nhé, cái màn mở đầu thì cô vừa nãy cô nói rồi, đúng không ạ, sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn bác làm cái trắc nghiệm để mà đánh giá và cái trạng thái tâm thần của bác hiện nay như thế nào. Vâng, ở đây nó sẽ có 11, đúng không ạ, vâng, mục, đúng không ạ, và tôi sẽ hướng dẫn bác trả lời từng phần một. Vâng, thế thì phần thứ nhất là tôi muốn bác trả lời những câu hỏi để mà tìm hiểu, khảo sát, đúng không ạ, về cái định hướng về thời gian của bạn như thế nào. Vâng, và những cái câu hỏi này rất là đơn giản, nếu câu hỏi nào mà bác chưa rõ thì bác có thể hỏi lại để tôi có thể giải thích. Ví dụ như câu hỏi đầu tiên, vâng, năm nay là năm nào, đúng không ạ, đấy, thế bác trả lời cho tôi, đúng không ạ, là năm nay là năm bao nhiêu. Vâng, đấy, ví dụ như bệnh nhân trả lời là năm nay là năm 2020, câu trả lời là sai rồi, nhưng không bao giờ được nói đấy là sai, mà mình phải ghi trung thực tất cả những câu trả lời của bệnh nhân,
ghi trung thực tất cả câu trả lời bệnh nhân vào một cái cột nhá, được chưa? Rồi, thế và sau đó chúng ta tính điểm điểm sau, tất cả những câu trả lời của bệnh nhân này chúng ta ghi vào nhá. Rồi, tất nhiên về sau này các bạn thuần thục rồi, các bạn chả cần ghi, các bạn biết bởi vì cái đáp án nó nằm ở trong đầu chúng ta rồi, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có đáp án ở đây, chúng ta tính điểm được ngay, câu nào đúng các bạn khoanh tròn luôn số 1, câu nào sai thì không khoanh gì nhá, ví dụ thế. Đấy, bệnh nhân cứ để cho bệnh nhân trả lời thôi nhá, bệnh nhân sẽ trả lời hết và chúng ta giới thiệu hết tất cả từng phần nhá, được chưa? Đấy, thì đấy là cái trắc nghiệm này các em sẽ sử dụng để đánh giá trạng thái tâm thần của bệnh nhân đặc biệt có sa sút trí tuệ, đặc biệt là ở người già, hoặc là khi chúng ta sử dụng một biện pháp can thiệp để điều trị, đúng ạ, những cái căn bệnh sa sút trí tuệ nhá. Vâng, thế thì cô giới thiệu qua một chút như vậy và bây giờ chúng ta sẽ sang phần thực hành nhá. Vâng, rồi chúng ta ôn luyện về lý thuyết rồi nhá. Vâng, thế còn cái phần hướng dẫn trắc nghiệm để mà tiết kiệm thời gian, hôm nay chúng ta có 6 nhóm, đúng không ạ? Vâng, thế và bây giờ thì cô xin phép được chia cho các em chia về, đúng không ạ? Vâng, từng nhóm một, và các em sẽ cho cô hỏi một chút là các em đã hoàn thiện xong cái bài tập cô giao chưa ạ? Tất cả các nhóm trả lời với cô ạ. Rồi ạ. Ok, tốt rồi, Khánh Vy. Vâng, Nhật Quang, nhóm Nhật Quang trả lời xong, nhóm Nhật Quang đã làm xong chưa ạ?